Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video dự đoán tuần cuối của tháng 9, từ ngày 23 tháng 9 cho đến ngày 29 tháng 9. Wow, mình nhớ được ngày luôn. Thì đây sẽ là video dự đoán tổng quan tình cảm và các mối quan hệ của các bạn trong tuần sau ha. Và bởi vì đây là dự đoán chung cho nên các bạn hãy lựa chọn những thông tin phù hợp với mình. Và nếu như không có bất kỳ thông tin nào ở đây thì có nghĩa là những tụ bài ở đây nó không phù hợp với bạn ha. Thì hôm nay ở đây Giang sẽ có 3 tụ bài, 1, 2 và 3. Các bạn có thể lựa chọn theo tụ bài hoặc là những cái thông điệp và trên những cái lá bài ở đây ha, hoặc màu sắc. Ok, em sẽ đem với tụ bài đầu tiên nhé. Đầu tiên các bạn có lá True Love. Love is all around you. Một lần nữa, đợi dễ chút. Ok. Burgundy, màu của rượu vàng. Fog in the Rose. Phoenix, chín gậy. Hierophant, hai gậy. Bat, và các bạn có lấy lời khuyên. You might not know now but you will. Ok, đối với các bạn tụ 1, Giang thấy tổng qua về tình cảm và các mối quan hệ của các bạn trong tuần sau, các bạn sẽ phải đưa ra một cái kết thúc cho cái mối quan hệ của các bạn ở hiện tại, hoặc là cho cái tình trạng quan hệ của bạn ở hiện tại. Giang cảm nhận được ở đây thì các bạn đang có cái khúc mắc trong cái mối quan hệ của mình, vì các bạn có lá chín gậy. Ở đây có năng lượng cung lửa nha. Thì Giang thấy được là Giang không chắc các bạn tụ một các bạn đã trong mối quan hệ hay là chưa, nhưng mà có lẽ các bạn đang trong một cái giai đoạn mà giống như là Giang nghĩ các bạn có mối quan hệ rồi, nhưng mà hai bạn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh với nhau. Hoặc nó không phải là chiến tranh lạnh, nhưng mà tất cả những gì mà các bạn làm thì nó không còn cái sự nồng nàn ở trong tình yêu hoặc là cái tình cảm nữa, mà nó xuất phát nhiều hơn là từ thói quen, từ trách nhiệm. Thì các bạn có lá Fog in the Road này, nó nói là các bạn đang đến cái giai đoạn sự thật của mối quan hệ này, và các bạn sẽ phải đưa ra cái lựa chọn là các bạn sẽ cho cái mối quan hệ này thêm một cơ hội nữa, hay là các bạn sẽ quyết định là kết thúc cái mối quan hệ này. Thì tuần sau chắc chắn các bạn sẽ phải đưa ra cái quyết định, một cái quyết định để kết thúc cái tình trạng gọi là tình trạng dở gương ở hiện tại. Thật ra Giang nghĩ các bạn tụ một các bạn đã có cái quyết định của mình rồi. Giang nghĩ vậy tại vì các bạn là chín gậy mà, tức là các bạn đã dành rất là nhiều thời gian để suy nghĩ cho cái mối quan hệ này. Cái mối quan hệ này có nên tiến thêm một bước nữa không, hay là nó có thêm tương lai nữa hay là không, hay là có nên cho nó thêm cơ hội hay không. Thì các bạn đã có cái quyết định của mình rồi, nhưng mà các bạn là một người hơi bị ảnh hưởng từ người bên ngoài. Bởi vì các bạn có lá Hierophant và bạn có lá hai gậy ở đây, nó kết hợp với nhau thì nó nói là các bạn hơi để ý lời nói của người bên ngoài nhiều. Thì Giang không biết cái quyết định các bạn đưa ra ở đây là các bạn kết thúc hay là các bạn cho mối quan hệ này một cái cơ hội nữa. Nhưng mà cái điều mà đang ngăn trở bạn trong cái việc đưa ra cái quyết định này là có liên quan tới việc là các bạn sợ người bên ngoài sẽ phán xét quyết định của bạn. Một kiểu dạng như vậy. Hoặc đơn giản ở đây là các bạn không chắc là nếu như các bạn bỏ qua cái người này chẳng hạn thì có còn một cái cơ hội nào đó khác đến với bạn không. Mình nghĩ là các bạn tụi một có thể các bạn đã nghĩ cái người này á, là true love, là tình yêu đích thực của các bạn. Tuy nhiên
Ở hiện tại thì các bạn không chắc điều đó nữa, và nó khiến cho các bạn có một sự nghi ngờ bản thân mình là kiểu như các bạn nghi ngờ không biết là tại sao đã kiểu như là cái sự cảm nhận của bạn tại sao nó lại sai, và liệu nó có còn sai ở trong tương lai nữa không, hay là cái gọi là cái suy nghĩ của bạn ở thời điểm hiện tại nó có thật sự đúng không, tại vì bạn đã sai một lần rồi thì bạn không biết là bạn có còn sai tiếp hay là thế này thế nọ không á. Thì đây các bạn có lá Phoenix, thì nó nói á là cái vấn đề này nó sẽ được handle in a fair, nó sẽ được giải quyết một cách công bằng. Và các bạn có lá Love is all around you, và các bạn có lá Awaken your passion. Các bạn cũng có lá lời khuyên á, giống như các bạn thấy ở đây thì nó sẽ nói là các bạn không biết ở thời điểm hiện tại nhưng mà các bạn sẽ biết. Thì theo như Jen hiểu ở đây á là bất kể các bạn lựa chọn điều gì cho cái mối quan hệ của các bạn trong tuần tới và kết quả nó như thế nào á thì nó đều là một bài học của bạn, và nó sẽ dạy cho bạn một cái điều gì đó. Và cái điều mà nó dạy cho bạn ở thời điểm hiện tại có thể bạn sẽ không áp dụng được ngay, có thể bạn sẽ không hiểu được ngay, nhưng mà trong tương lai rất là gần thôi á thì bạn sẽ hiểu được cái lý do vì sao bạn cần phải trải qua những cái điều này, vì sao cái suy nghĩ của bạn vào lúc đó nó không đúng, hay là vì sao suy nghĩ của bạn vào lúc này nó đúng chẳng hạn. Thì bất kể là bạn đưa ra cái lựa chọn gì á, hãy có niềm tin về bản thân mình, hãy đánh thức lại cái đam mê của bạn ở trong tình cảm, trong các mối quan hệ. Hãy luôn nhớ rằng là tình yêu luôn ở xung quanh bạn, bạn luôn luôn có universe support, và hãy cứ an tâm là đây có thể là cái giá bạn trả cho một cái kết quả tốt hơn ở trong tương lai mà vũ trụ sẽ đem đến cho bạn. Cho nên đối với các bạn tụ một á, đây sẽ là cái thời điểm các bạn đối diện với sự thật trong trong cái mối quan hệ của các bạn. Jen không biết sự thật này là tốt hay là không tốt nha, tức là Jen không biết sự thật này là các bạn sẽ chia tay hay là các bạn tiến vào một mối quan hệ cao hơn như là kết hôn hay là gì đó. Nói chung là Jen không nhìn thấy có một cái gì tốt hay không tốt ở đây cả. Cái lá đét ở đây nó không phải là xấu nha, mà lá đét ở đây nó chỉ nói là tuần sau các bạn sẽ phải đưa ra quyết định cho, gọi là các bạn sẽ phải đưa ra quyết định cho cái sự dùng dần của các bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thì bất kể các bạn tụi một các bạn đưa ra quyết định gì cho cái tình cảm, cho các mối quan hệ của mình á, thì hãy tin là các bạn có sự hỗ trợ từ vũ trụ, và những cái gì các bạn đang làm á nó là đúng, miễn là các bạn vẫn còn tin vào tình yêu. Chứ các bạn đừng có đưa ra đó là các bạn đừng có bởi vì quá mệt cho nên đưa ra ý kiến hay là cái gì đó, mà hãy luôn giữ cái sự công bằng, sự tỉnh táo, hãy giữ cái ngọn lửa đam mê của các bạn ở trong tình yêu khi các bạn đưa ra cái quyết định này, và đừng có sợ hãi những cái ánh nhìn từ người bên ngoài nhiều quá. Ở đây có thể là các bạn đi hỏi lời khuyên từ những người lớn tuổi hơn như là bố mẹ hay là chị em anh gì đó, các bạn đã đi hỏi cho cái trường hợp của bạn á, thì đi xin lời khuyên là một điều tốt thôi, nhưng mà mỗi người có một cuộc sống khác nhau, mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm sống khác nhau. Học tập kinh nghiệm từ người khác, lắng nghe từ người khác thì tốt, nhưng mà đến khi ứng dụng vào cuộc sống của mình thì các bạn cần phải suy xét là nên ứng dụng cái gì và vào lúc nào, chứ không phải lúc nào ứng dụng những cái điều người khác nói cũng là tốt ha. Cho nên là các bạn sẽ cần phải để ý cái điều này ha. Ok, đó sẽ là thông điệp cho các bạn tụ 1 vào tuần sau. Đến với các bạn tụ 2 nhé. Các bạn có lá Romance. Be in the present and dream of the futures. Green. Revitalize your nervous system. Go the distance. Batteries. The chariot. Page of cup. Magician. Page of sword.
và keep it simple. Okay. Keep it simple. Also use word. But I love you now. Các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 Gian không thấy rõ câu chuyện của các bạn lắm. Nhưng mà ở đây Gian nghĩ là mối quan hệ của các bạn trong thời gian tới sẽ có một cái khoảng cách. Be in the present, dream the futures. Gian không chắc nhá, nhưng mà các bạn tụ hai, Gian nghĩ các bạn là một người khá là đa cảm. Tuy nhiên á, là dường như các bạn có một cái sự thay đổi, có thể là trong công việc, bởi vì Gian thì Gian chưa xem tổng quan công việc. Nhưng mà các bạn tụ hai á, một trong hai bạn, vì cái đây cái này có thể là xem bài hai chiều, thì một trong hai bạn có một cái sự khởi đầu một cái gì đó mới, hoặc đơn giản ở đây á, là bạn là một người sống thiên về cảm xúc hơn là lý trí. Và nhưng mà Gian chắc chắn ở đây là một trong hai bạn có một cái sự dịch chuyển. Bởi vì các bạn có lá Gold, the Distant, các bạn có lá the Chariot, đều là hai lá nói về một việc di chuyển, về việc dịch chuyển. Và và ở đây dường như là bạn đang khá là lo lắng cho mối quan hệ của mình, khi mà bạn thấy là người kia hoặc là bạn phải đi xa ra khỏi cái mối quan hệ này. Thật ra Gian đang cảm thấy hơi không hiểu sao các bạn lại có lá boundaries. Gian không nghĩ các bạn là một người sợ yêu xa, nhưng mà có thể những người xung quanh bạn á thì nói với bạn rất là nhiều điều về cái dạng như là yêu xa thì sẽ không bền, yêu xa thì sẽ phải thế này thế nọ hết, hoặc là nói là dạng như đi xa cái nơi đó thì sẽ có nhiều người tốt hơn, cho nên là người đó sẽ chán bạn sớm thôi. Nói chung là Gian cảm thấy bạn là một người không những đa cảm mà bạn còn giống như Gian nói là bạn là một người lý trí, tức là cái lý trí của bạn nó thấp ấy, cho nên là bạn rất là dễ nghe những cái lời nói từ người bên ngoài, và bạn cảm thấy rất là lo lắng cho mối quan hệ này. Thật ra là bạn đang lo lắng quá ấy. Thì ở đây các bạn có hai lá romance, và lá này nói rất là rõ nè: hãy sống cho hiện tại và mơ về tương lai. Tức là các bạn đang, Gian không chắc nhưng mà có thể các bạn tụ hai, các bạn từng có vấn đề về tình cảm ở trong quá khứ. Cái vấn đề này nó không hẳn là liên quan tới việc yêu xa, nhưng mà có thể là bạn có một cái tổn thương gì đó liên quan tới phần tình cảm ở trong quá khứ, mà bạn sẽ không thể nào an tâm nếu như mà không có người bên cạnh bạn thường xuyên. Tức là Gian, tại vì Gian không cảm thấy các bạn sợ yêu xa, nhưng mà Gian lại cảm thấy là các bạn đôi khi hơi nghĩ quá nhiều về tương lai, hoặc là nghĩ quá nhiều trong quá khứ, chứ các bạn không thật sự để bản thân sống ở hiện tại. Và các bạn mơ về tương lai mà các bạn lại sợ tương lai bởi vì những cái ám ảnh ở trong quá khứ. Mà còn chưa kể là những người bên cạnh bạn thì còn thêm thắt cho bạn những cái thông tin về việc yêu xa nữa. Ở đây á, thì Gian không thấy được cái kết quả của việc có bạn yêu xa là như thế nào cả. Nhưng mà Gian chỉ biết á, là những cái lá này nhá, từ lá The Magician cho đến lá Go The Distance,
hay là lá green nhá, thì nó đều nói là các bạn cần phải khống chế lại cái cảm xúc lo lắng của mình và các bạn cần tập trung vào cái mục tiêu của các bạn ở trong cuộc sống. Ở đây Giang không chắc là người kia là người đi, mà có thể chính bạn là người đi xa, chính các bạn tụi hai đứa bạn là người sẽ phải đi xa, phải đi công đi nhà công tác xa hoặc là chuyển địa điểm gì đó, Giang không biết. Thì các bạn cần phải đẩy cái lý trí của các bạn lên. Các bạn cần phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn, tự tin vào bản thân mình nhiều hơn và tin cả vào partner của bạn. Dạ. Hãy tiến lên về phía trước với lại một cái sức mạnh rất là mạnh mẽ nè, và hãy giữ tất cả mọi thứ đơn giản thôi. Tức là các bạn nghĩ nhiều quá, các bạn đang để cảm xúc dâng trào và các bạn nghĩ nhiều quá ấy, thì Giang không biết mối quan hệ của các bạn sẽ thế nào ở trong tương lai, nhưng mà hãy có niềm tin nhiều hơn một chút vào bản thân bạn, nhiều hơn một chút vào người các bạn đang trong mối quan hệ. Và nếu như có trường hợp xấu xảy ra thật á, thì hãy nghĩ đơn giản là hai bạn có thể là không có duyên với nhau. Bởi vì cuộc sống của các bạn còn rất là dài, các bạn sẽ không biết các bạn sẽ gặp được ai trên cái con đường đời của mình, và các bạn cũng sẽ không biết ai sẽ là bến đỗ của mình. Vậy thì tức là các bạn á, mà càng sợ thì cái sợ đó nó càng thành sự thật. Các bạn càng sợ chia tay á, cái chia tay đó đến càng nhanh. Hãy thoải mái, hãy cho cái mối quan hệ, cho bản thân các bạn được một cái sự thoải mái. Hãy sống cho hiện tại, chứ đừng có sống quá nhiều về tương lai hoặc là quá khứ. Các bạn có thể mơ về. Các bạn ở đây, các bạn có nó nói nè, là khi chúng ta mơ thì tất cả mọi thứ đều có thể thành sự thật. Mình chắc chắn với các bạn tụi hai á, cái câu chuyện tình cảm của các bạn á, sẽ là một chuyến đi rất là dài. Nó sẽ là một chuyến đi rất là dài. Nhưng mà trên cái chuyến đi dài này á, mà nếu như mà bạn không học được cái cách vững vàng lên á, thì sẽ rất là khó sống. Giang nói thẳng là như vậy. Vì các bạn có lá boundary để nó nói này, là hãy yêu bản thân chính mình nhiều để có thể nói không với lại những người khác, để mà hãy yêu bản thân nhiều đủ để nói không với những người khác, tùy vào thời gian và năng lượng của bạn. Thật ra Giang thấy cái đó là đủ hiểu rồi đúng không? Tức là Giang không chắc, nhưng mà có thể các bạn tụi hai, các bạn là một người khá là ngoan từ trước đến nay á, các bạn là người khá là ngoan và hiền. Và bởi vì các bạn khá là ngoan và hiền cho nên là ai nhờ các bạn cũng sẽ làm, mà các bạn cũng không bao giờ dám, gọi là không bao giờ dám mạo hiểm ở trong những cái vấn đề của cuộc sống chung luôn, chứ không phải là chỉ ở trong tình cảm không. Cho nên khi mà các bạn hoặc là người kia nhận được cái offer này á, thì các bạn cảm thấy là nó là một cái sự nguy hiểm cho mối quan hệ của mình, và các bạn bắt đầu kiểu như là bắt đầu lo lắng rất là nhiều cho tương lai, rồi cái chần chừ không biết là có nên chọn nó hay là không, thế này thế nọ hết. Thì các bạn cần phải thay đổi cái suy nghĩ đó ha. Vào tuần sau, nên không biết là các bạn có thích cái việc lựa chọn đi xa này không, hay là sau khi người kia nhận được offer này thì có nói giữa bạn không. Nhưng mà bất kể thế nào đi chăng nữa thì hãy học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Hãy để tất cả mọi thứ đôi khi nghĩ ít một chút. Và có sao nhỉ? Tức là Giang nghĩ là các bạn cũng hơi gọi là không biết dùng từ đó là từ gì, nhưng mà giống như là các bạn cũng các bạn, vì Giang nói là các bạn khá là ngoan ấy, cho nên kiểu như các bạn cảm thấy như kiểu là dạng như là ở độ tuổi này rồi mà còn phải đi xa khoảng 2-3 năm gì đó thì sẽ không kịp cưới vợ cưới chồng, rồi không kịp sinh con này nọ hết đó. Thì hoặc đơn giản ở đây là nhà bạn đã thúc giục bạn việc này rồi, thì hãy đây là cuộc sống của bạn, các bạn hãy bớt cái cảm xúc của mình lại, sử dụng cái suy nghĩ, hãy tập trung vào những cái mục tiêu trong cuộc sống của các bạn. Từ trước đến nay các bạn đã
mơ về một cái cuộc sống trong tương lai như thế nào, và hiện tại các bạn đang ở vị trí nào. Các bạn có thể viết ra giấy, các bạn có thể viết ra giấy rồi xem xét nó, và sau đó thì hãy đưa ra một cái lựa chọn chính xác cho cái quyết định này của các bạn ở trong công việc cũng như là, hoặc là trong cuộc sống cũng như là trong cái phần tình cảm này. Nói chung á, lời khuyên đơn giản của các bạn tuổi 2 chỉ đơn giản là các bạn bớt cảm xúc, bớt lo lắng lại, tập trung nhiều hơn vào cái mục tiêu cuộc sống tương lai của các bạn, đẩy cái lý trí lên của mình nhiều hơn, tin vào bản thân mình, tin vào partner của mình, và hãy biết yêu bản thân mình nhiều để mà nói không với lại những cái có thể gọi là những cái kỳ vọng của người khác khi mà kiểu như bản thân bạn vẫn còn chưa đạt đến cái mức chuẩn đó. Hãy đơn giản là có những việc bạn không làm được và có những việc bạn làm được, thế thôi. Hãy nghĩ đơn giản như vậy, là tất cả mọi chuyện nó đều có cái nguyên do xảy ra, đều có cái lý do để mà nó xảy ra cả. Và nếu như mà đó là một cái gì đó nó đáp ứng được cho cái giấc mơ tương lai của bạn thì hãy cứ đi và làm nó. Còn những cái chuyện gì xảy ra sau đó thì vũ trụ nó sẽ tự có cái cách sắp xếp của nó. Ok, thì đó là thông điệp cho các bạn tổ 2 nhé. Giang chỉ có thấy được thầy dạy thôi các bạn tổ 2 thì không có cái gì nhiều để nói lắm. Giang cố gắng bừa ra vậy thôi chứ thật ra nó cũng không có gì nhiều để nói. Em với các bạn tổ 3 nhé. Các bạn có lá True Love. Slow down. Turquoise. To be fair ngược. Easy does. Ba kiếm. The war. The moon. Sáu kiếm. Nhìn thấy năng lượng cung khí ở đây nha. Đặc biệt là cung thiên bình. Everyone is doing their best. Ok. Các bạn tuổi 3. Các bạn vừa trải qua tổn thương, vừa có cái sự kết thúc gì đó ở đây. You always have choice. Giang nghĩ các bạn tổ 3, các bạn vừa trải qua một cái tổn thương, hoặc cái tổn thương này nó đã, tức là cái sự chia tay này của các bạn nó đã, không hẳn là sự chia tay này, Giang nghĩ là một sự tổn thương thì nhiều hơn trong tình cảm, trong mối quan hệ của bạn á, thì nó đã xảy ra được một thời gian rồi, và có lẽ các bạn là người bị hại. Và sau khi cái việc này nó kết thúc á, thì nó khiến cho các bạn cảm thấy khá là bối rối trong cái vấn đề tình cảm và các mối quan hệ chung. Giang cảm thấy được á, là cái chuyện cũ của các bạn á, nó thật sự đã gây cho các bạn một sự tổn thương rất là sâu sắc. Nó sâu sắc đến mức mà các bạn đang vội vã tìm kiếm một tình yêu mới để lấp đầy đi cái tổn thương của mình. Đợi chút để Giang đọc lá lời khuyên. They really want. Thật ra á, ở đây có lá 6 kiếm và lá The World á, giống như Dan hay nói. À không, The World khác. Nói chung các bạn tụ 3 thì Dan thấy á, các bạn
bạn đang muốn chữa trị tổn thương của bản thân mình. Ở đây có lá sáu kiếm là có một người quyết định rời đi khỏi cái mối quan hệ này. Và Giang nghĩ đó là bạn. Tuy nhiên á, thì bạn cảm thấy cuộc đời này rất là bất công với bản thân mình. Kiểu như có một cái sự ghen tị gì đó ở đây Giang thấy ở trong các bạn. Giang không chắc cá tính của các bạn là như thế nào, trong này nó không nói. Nhưng mà nó cũng không nói rõ lý do vì sao mà các bạn kết thúc cái mối quan hệ này. Nhưng mà hoặc đơn giản là lý do vì sao cái mối quan hệ này nó tan vỡ, hoặc là nó gây tổn thương cho bạn. Nhưng mà cái vấn đề là ok, sau tổn thương thì chúng ta sẽ có nhiều loại người. Một loại người đặc trưng như Jen á, là sau khi mà Jen tổn thương á, thì Jen thường thu cái nỗi đau của mình lại. Nhưng mà có một cái kiểu của một cái người bị tổn thương khác á, là sau khi tổn thương á, thì họ sẽ đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho vũ trụ, đổ lỗi cho rất nhiều thứ. Và kiểu như là họ cảm thấy là họ đã rất là cố gắng trong cái mối quan hệ này, nhưng mà tại sao cái mối quan hệ này nó lại kết thúc, tại sao người kia lại gây tổn thương cho họ. Và thế là họ cố gắng đi tìm kiếm một cái người yêu mới, bởi vì họ cảm thấy là người kia, tức là họ sử dụng tiếng cười để hy vọng thỏa lấp được cái nỗi đau của mình. Nhưng mà họ không biết đó, là họ sẽ không bao giờ có thể, tức là sẽ không có ai có thể chữa trị được cái tổn thương của họ cho đến khi họ chịu nhìn vào cái nỗi đau của mình. Thì đó là trường hợp của các bạn tụ ba, diễn giải dài và không biết các bạn hiểu không, nhưng mà ý tóm gọn đó là tức là các bạn đang trốn tránh đi cái nỗi đau của mình, và các bạn đang phản ứng tiêu cực lên cái nỗi đau đó bằng cách là các bạn đổ lỗi lên những người xung quanh, và các bạn cảm thấy cuộc đời này nó không có cái gì fair cả, nó không có cái gì công bằng cả. Và các bạn đang dần không còn tin vào tình yêu nữa. Tức là cái việc các bạn đi kiếm một người bạn tình mới ở hiện tại á, thì nó cũng không xuất phát từ tình yêu, mà là các bạn đang muốn trả đũa người kia, muốn trả đũa cuộc sống này. Thì ở đây á, Jen sẽ nói với các bạn nha, điều đầu tiên các bạn có love the world á, Jen không biết lý do chính xác vì sao các bạn chia tay, nhưng để nói về cái việc là các bạn kết thúc cái mối quan hệ này á, nó là một điều hiển nhiên, bởi vì câu chuyện của hai bạn đã đến hồi kết rồi. The World là lá cuối cùng trong 22 lá chính của Tarot á. Cái lá The World là kết thúc của cuộc hành trình, là cái cuối cùng của cuộc hành trình này rồi. Thì hai bạn á, đã kết thúc cái duyên của mình trong cái vòng sống này rồi. Đó là cái lý do vì sao hai bạn kết thúc. Trời ơi, đau tay quá. Thì các bạn có lá To Be Fair ngược ở đây á, nó nói á, là có thể các bạn cảm thấy cuộc sống này bất công. Tuy nhiên á, cuộc sống này á, cái sự thất bại nó sẽ luôn luôn xuất hiện, sẽ luôn luôn có tổn thương ở trong cuộc sống này. Và có thể việc bạn chịu đựng tổn thương, nó sẽ là một cái bài học, hoặc là một cái cơ hội, cũng không phải là cơ hội, nhưng mà nó có thể sẽ trở thành một cái lý do cho cuộc sống của một ai đó khác. Có thể là sau này bạn sẽ gặp được những người mà họ học được nhiều bài học từ sự tổn thương của bạn. Hoặc đơn giản ở đây là, nói đơn giản ở đây nhé, tức là hai bạn nợ nhau. Và thật ra thì Giang không tin lắm vào cái vụ nợ nhau kiếp này kiếp trước, nhưng mà có thể là hai bạn có một cái khúc mắc gì đó nhân duyên của mình, và hai bạn ở bên cạnh nhau trong suốt khoảng thời gian vừa qua là để tháo gỡ cái khúc mắc này. Và khi cái khúc mắc này nó đã xong rồi á, thì hai bạn tự nhiên sẽ phải kết thúc, bất kể là hai bạn có muốn hay không, mà ở đây chắc chắn là các bạn không muốn rồi. Thì ở đây các bạn có lá True Love Awaits Your Empathy Slow Down và Easy Dirt. Hai lá Slow Down và Easy Dirt nó đều nói á, là hãy bình tĩnh lại, đừng có vội vã.
tiến đến một cái mối quan hệ mới hoặc là bắt đầu một cái gì đó mới trong tình cảm của các bạn khi mà tổn thương các bạn còn đó, khi mà các bạn còn đang chối bỏ chính cái sự tổn thương của mình, khi mà các bạn đang sợ hãi tình yêu. Bởi vì như vậy đó, nó không chỉ không công bằng cho bạn, nó còn không công bằng cho cả người đối diện nữa, nếu như người đó thật sự yêu bạn. Ý mình là cái người tương lai của bạn á. Cái lá thư lớp này nó nói á, bạn luôn luôn có quyền lựa chọn trong cuộc sống. Có thể bạn đã nghĩ là cuộc sống này lúc nào cũng mang đến bất hạnh cho bạn cả, và bạn không bao giờ có quyền lựa chọn hạnh phúc này nọ hết. Thì cái lá thư lớp này nói á, bạn luôn luôn có quyền lựa chọn. Nhưng mà cái vấn đề là bạn phải giữ được cái sự tỉnh táo của bản thân mình. Và các bạn hãy đừng quá nóng vội trong việc tìm kiếm tình yêu của bản thân. Có thể trước đó các bạn đã trước đó các bạn thường hay nóng vội trong việc tìm hiểu tình yêu đó. Các bạn cảm thấy là các bạn luôn cần một người ở bên cạnh để mà chăm sóc mình. Nhưng mà có lẽ cái chuyện vừa xảy ra nó sẽ dạy cho các bạn một bài học đó, là đừng quá vội vàng ở trong tình yêu. Khi mà các bạn còn chưa hiểu hết về bản thân mình, các bạn chưa hiểu hết về người kia mà đã vội vã thành couple, thành yêu nhau này nọ hết á, thì nó sẽ rất là khó. Nếu như các bạn có tận 2 lá slow down và có tận 2 lá nói, các bạn cần phải chậm lại, cần phải suy nghĩ kỹ càng lại nha. Về tình yêu, tình yêu đối với các bạn nó thật sự mang ý nghĩa gì? Những cái tổn thương các bạn có trong quá khứ, các bạn có chắc là nó đã kết thúc chưa, hay là nó vẫn còn ở đó? Và các bạn có lấy lời khuyên là tất cả mọi người thì đang làm những cái điều tốt nhất của họ. Và phía đằng sau nó nói á, chỉ có 2 loại người ở trên thế giới, một người bạn đang yêu và một người bạn sẽ yêu. Cho đến khi mà chỉ còn lại một loại người á, thì cái việc này nó sẽ liên tục lặp lại. Tức là Jet nghĩ đây không phải là lần đầu tiên các bạn trải qua tổn thương như thế này. Các bạn tụi ba các bạn đã trải qua cái tổn thương như thế này nhiều lần rồi. Và Jet nghĩ đó là lý do sao các bạn cảm thấy cuộc đời này rất là bất công ha. Thì bị tê tay quá. Thì ở đây Jet hiểu là những cái lá này ở đây á, ở đây Jen nghĩ là bởi vì các bạn chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ á, cho nên các bạn đòi hỏi người ta trao tình cảm cho bạn, nhưng mà các bạn lại không thật sự trao tình cảm cho họ. Tức là các bạn luôn chờ có người để nhờ giúp bạn hàn gắn tổn thương, nhưng mà bạn chưa bao giờ tự hỏi là người kia có đang tổn thương không, người kia có phải họ cũng có cái vấn đề gì đó mà họ cũng cần người hàn gắn không. Bởi vì các bạn có lẽ ở quá dạy empathy là các bạn cần phải đánh thức cái sự đồng cảm của bản thân mình. Đồng cảm không phải chỉ với người kia mà còn với chính bản thân bạn nữa. Các bạn phải tự học cách yêu thương bản thân mình cái đã, thì các bạn mới có thể học được cách yêu thương người khác và thu hút người khác yêu thương bạn. Nhưng nghĩ đó là lý do mà vì sao mà các bạn có lá slow down và lá to love again. Tức là theo như Jen hiểu ở đây nữa là người kia, người ta nhận thấy tổn thương của bạn và người ta cố gắng hết sức để giúp bạn hàn gắn, nhưng bản thân bạn không chấp nhận điều đó. Tức là bản thân bạn á, vừa muốn người khác đến giúp bạn hàn gắn tổn thương, nhưng bạn lại là một người rất là cứng đầu. Bạn luôn luôn giữ cái tổn thương ở trong bản thân mình, bạn không nói cái đó ra với ai cả. Và đó là cái lý do mà họ quá mệt mỏi và cuối cùng thì họ quyết định là chia tay, họ quyết định rời đi. Tại vì bạn hiểu không? Tức là bạn luôn phải trả một cái giá để đạt lại được một cái gì đó. Bạn muốn được người khác yêu thương á, thì bạn cũng phải yêu thương họ, yêu thương chính mình trước đã. Bạn muốn người khác chữa trị tổn thương cho bạn thì bạn phải, bạn muốn bác sĩ băng vết thương cho bạn thì bạn phải show cái vết thương, bạn phải thể hiện cái vết thương đó ra cái đã. Còn kiểu như bạn cứ luôn luôn che giấu bản thân mình á, sẽ không một ai hiểu được bạn.
ngoại trừ bản thân bạn cả. Người ta chỉ hiểu được bạn cho đến khi bạn thể hiện nó ra thôi. Nếu như mà bạn đã lựa chọn không thể hiện nó ra, thì bạn hãy hiểu là sẽ không có một ai đến mà có thể giúp bạn được. Và lúc đó bạn sẽ phải là người tự chữa trị cho bản thân mình. Còn nếu như mà bạn đã muốn có người đến giúp bạn, thì bạn phải dơ cái vết thương của bạn ra, thì người ta mới lấy bông băng thuốc cà, người ta băng bó lại cho bạn được. Và ở đây Giang hiểu được là người ta đã rất là cố gắng rồi, nhưng mà bởi vì bạn thì bạn không có chịu làm điều đó. Đấy, bạn không có chịu nhận ra cái nỗi đau của mình, bạn không có chịu công nhận cái nỗi đau của mình, bạn không có chịu công nhận là bạn cần phải tức là bạn không có chịu công nhận việc là thật ra bạn không hề yêu bạn chút nào cả, mà bạn toàn là hy vọng người khác yêu bạn không à. Yeah. Cho nên là đối với lại các bạn tụ ba á, Giang chỉ hy vọng các bạn nhận ra được một điều á, là các bạn luôn có quyền lựa chọn trong cái cuộc sống này. Và Giang rất tiếc với những gì các bạn đã trải qua ở trong quá khứ, nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, và tương lai là tương lai. Các bạn luôn có khả năng để thay đổi tương lai, và nó tùy thuộc vào những gì các bạn lựa chọn ở hiện tại. Vậy thì các bạn sẽ lựa chọn một tương lai nó tồi tệ giống như quá khứ, hay các bạn sẽ bắt đầu thay đổi á, để có một tương lai tốt đẹp hơn, thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn. Yeah. Và nếu như mà các bạn không nhận ra điều này sớm á, thì những gì các bạn đã trải qua nó sẽ cứ tiếp tục và tiếp tục xảy ra như vậy thôi. Cái tổn thương các bạn nhận được á, nó sẽ cứ tiếp tục xảy ra như vậy. Và cái này thì không phải là cuộc sống nó bất công với bạn, mà là tại vì các bạn tự chọn một cuộc sống như thế. Ok, thì mình hy vọng các bạn thuộc 3 ha, các bạn sẽ sớm nhận ra được cái vấn đề thật sự của các bạn và đưa ra một cái lựa chọn khác cho để có một cái tương lai tốt đẹp hơn ha. Các bạn hãy đọc lá này nè, là to love. Không biết các bạn thấy không, bạn thấy được là you always have joy, make your with love. Các bạn luôn luôn có cái quyền lựa chọn trong cuộc sống này ha. Ok, thì đó sẽ là thông điệp cho các bạn tuần 3 và tuần cuối tháng 9 về tình cảm và các mối quan hệ nhé. Video dự đoán công việc thì có thể sẽ lên vào ngày mai hoặc tối khuya hôm nay, sẽ tùy vào tình hình của máy ảnh của Jen ha. Ok, thì hẹn gặp lại các bạn trong video dự đoán công việc và cuộc sống tuần cuối tháng 9 sau. Bye bye, hy vọng những thông điệp của tuần này thì sẽ giúp ích được cho các bạn ha.